Thưa quý vị, theo thống kê mới đây của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, hiện chỉ có 9% trong tổng số hơn 600.000 doanh nghiệp Việt đang hoạt động làm sản xuất, trong khi có tới 64% làm thương mại dịch vụ và hơn 25% làm xây dựng. Không chỉ ít về tỷ lệ, doanh nghiệp làm sản xuất còn có quy mô rất nhỏ và hoạt động trong các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng không cao. Thực tế này đang gây nên những quan ngại với sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực may mặc và dược phẩm với 2 nhà máy và khoảng 5.000 lao động. Điểm khởi đầu của doanh nghiệp cũng bắt đầu từ làm thương mại. Nên một công ty thương mại có khi chỉ cần một ông giám đốc và một bà kế toán là xong, mà họ vẫn có thể làm rất nhiều lợi nhuận. Nhưng tính bền vững ở đó không có, bởi vì nó phụ thuộc vào bên ngoài. Thế còn làm sản xuất thì nó lại phụ thuộc vào bên trong, cộng với bên ngoài. Ngoài cái tỷ suất đầu tư rất lớn, anh lại phải có một cái năng lực quản trị lớn, thì câu chuyện không dễ và nó đòi hỏi những thách thức để cái người làm lãnh đạo, cái người làm kinh doanh phải vượt qua được. Nhưng bù lại thì trong câu chuyện của làm sản xuất, nó tạo sự bền vững. Và những nền kinh tế, những cái công ty lớn trên thế giới, phần lớn họ đều có sản phẩm của riêng họ và họ bắt đầu từ sản xuất. Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam hiện nay cũng đều bắt đầu từ làm thương mại hay dịch vụ, sau đó chuyển sang sản xuất nhằm tìm kiếm sự phát triển bền vững. Trên bình diện cả nền kinh tế, việc chuyển dịch sang sản xuất thay vì chỉ tập trung nguồn lực vào thương mại, dịch vụ hay xây dựng được đánh giá là hướng đi để kinh tế Việt Nam tăng trưởng bền vững. Tất cả các đại gia của chúng ta đều có liên quan đến đất, và đấy là một cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Nếu như các đại gia lại có nhiều bằng phát minh, có công nghệ, có bằng sáng chế thì đấy là điều mà chúng ta hoan nghênh hơn. Cần phải gia tăng sự tham gia rộng rãi hơn, mở rộng hơn lĩnh vực đầu tư của các doanh nghiệp Việt và các lĩnh vực sản xuất là rất cần thiết, để vừa tăng thêm động lực phát triển kinh tế, vừa đảm bảo cái an ninh quốc gia, cũng như để đảm bảo cái sự tự chủ của nền kinh tế. Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, coi kinh tế tri thức là động lực cho sự phát triển. Tuy nhiên, nền tảng cho nền kinh tế tri thức là các phát minh, sáng chế, là công nghệ mới, là sự đột phá trong khoa học, đều phải bắt đầu từ thực tế sản xuất. Một nền kinh tế ít doanh nghiệp sản xuất như Việt Nam hiện nay, theo các chuyên gia, là điều đáng quan ngại.